cha, mới vừa vô tôi nhận được tấm vé VIP anh em, golden luôn, vé vàng đó. Lúc 10 giờ sáng anh em, ngày 1 tháng 2 rồi, chắc năm sau. Ok. À, vậy là ai cũng được nhận hết anh em. Rồi đi thôi, đi thôi. À, vô cái xe buýt anh em ơi. Rồi, được 12 người á. Tự nhiên được cái vé VIP tôi đi chơi anh em, xuống. Factory à. À, đây là cái nhà máy anh em ơi. Mình tới nhà máy của nhân vật chính Wonka đấy. Có những bạn nhỏ đang đứng chờ ở ngoài đây. Ha ha ha, hello. Hello anh em nha. À, mọi người đều nhận cái tấm vé vàng đó đúng không? Đúng rồi. Ôi dễ thương vậy. Đẹp quá ha. Mặc đồ đẹp ghê luôn, NPC á anh em. Con nào mọi người vui lắm đó. À, chụp tấm hình, chụp tấm hình. Trời ơi. Bây giờ đi lên cái nhà máy sô-cô-la anh em. À, chocolate này. Chocolate factory. Cái này giống như là hậu Giáng sinh anh em. Qua Giáng sinh rồi mà mình vẫn muốn ăn kẹo nhá. Vừa lời với tôi quá à, nọ. Vừa lời đó. Ôi đây, Wonka đây. Cảnh đẹp quá. Chỗ đó coi đi, xuyên cái cổng luôn. Wow. Tôi phải công nhận là nó đẹp luôn đấy. Ủa, nãy nhớ vô rồi mà. Lắc lắc anh em, lâu lâu lắc. Trời đất ơi, xếp hàng đẹp vậy. Hello kid. Chào mừng các cậu đã tới nhà máy sô-cô-la. Cười nào, say cheese. Cười, trời ơi, ông này cười ghê vậy. Thôi, coi tôi cười rồi. Anh đẹp này không cười luôn. Các cậu tới đây bởi vì là có tấm vé vàng đó đó. Vé VIP. Ừ, biết rồi. Có ai vui không nè? Vui, vui, vui lắm. Nó tự nhảy nha anh em, chứ phải tôi bấm sờ bay đâu. Rồi, bây giờ đi vô trong thôi. Trời ơi, tại sao chạy trước chủ nhà này? À, vô đây thấy ấm áp quá. Xanh lè luôn rồi. Wow, toàn kẹo không anh em ơi. Đây là dòng sông sô-cô-la. Ngon. Rồi, nó kêu mình đi tham quan. Go ahead, đi thôi. Thế nào mình bơi dưới dòng sông sô-cô-la nè. Ngon không? Đẹp quá. Mỗi chi ăn đủ miếng. Làm tôi nhớ tới cái tập phim Ngôi nhà bánh kẹo trong Doraemon anh em. Anh em xem tập đó chưa? Là mọi thứ trên đường đi của mình đều ăn được hết. Kẹo nè, chupa chup. Trời ơi, sô-cô-la nó bự à. Ai? Tham quan ngắn như vậy. Is it a bub anh em? Là chết đấy. Cái dòng sông sô-cô-la ông kêu bub anh em. Anh em nên ra từ đó là sẽ hiểu nha. Tôi không nói đây đâu nha. Ôi bây giờ phải đi thu thập kẹo. À, anh em Sarah, ok. Nghe vui đó. Rồi chuẩn bị đi lấy kẹo anh em ơi. Ai lấy kẹo ít nhất là sẽ về nhà. Ở đây có mini game. Bấm mẹ á, à, tôi lấy đi. Chưa lấy được cục nào luôn á. Chứ đây 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 đường cục nè. Rồi. Nhân. Hai cục. Nhiều kẹo quá. Ba cục. Chỗ cái màu áo của tôi nó y chang bãi cỏ ở đây nè. Kẹo của tôi á. Kẹo tôi ờ. Giờ tôi lụm đúng có hai cục thôi á. Rồi, để xem ai lụm nhiều nhất. And the winner is... Trời ơi, Rosie thắng rồi á. NPC thắng là đương nhiên rồi. Và người lấy kẹo ít nhất là Justin đi. Có anh em Justin. Đây đây, ông Justin này. Tôi lấy được hai cục rồi còn may đó. Bye bye anh em nha. Trời ơi, cho hẳn cái thuyền đi về luôn. Còn bị tạt vô mặt sô-cô-la chứ ác ồn. Sô-cô-la gì mà sao giống như ruồi bấu vậy. Thật là vui khi xem được cái điều này. Trời ơi, nó đuổi người ta về và nó la vui. Ôi trời ơi, mình đang trên chiếc thuyền tím liệm tìm sim. Chúng ta đang đi đâu đấy Wonka? Ông có thể trả lời câu hỏi của tôi được không Wonka? Không, tôi không có nói đâu. Các cậu hãy chờ và xem đi. Ờ, được rồi. Trời ơi, nó còn nói mình lùng nữa chứ. Nó nói biết nói ra thì tới gì, nhưng mà mình lùng quá, nó chơi thẳng mặt luôn. Rồi. Tại vì cái thằng cha Wonka nó nói là nó không có lùng như mình. Tôi thấy nó cũng hơi hơi có vấn đề rồi đó. Hỏi mình đang ở đâu đấy. Nó cao thiệt, không nhận. Tôi lùng quá. À, đây là cái phòng thí nghiệm, phòng hóa học. Ôi, nó làm thí nghiệm anh em. Vậy cái thí nghiệm này đã sẵn sàng để thử rồi. Ok. Tất cả các cậu đã ở đây rồi. Ấy, vậy thí nghiệm này có nghĩa là gì? Đừng lo lắng. Chúng ta sẽ làm nó cùng nhau thôi. Mọi người đều phải nhai sinh gươm mà. À, mấy ổng làm một cái sinh gươm là ngon nhất thế hệ mặt trời này. Và bắt mình ăn. Các cậu cứ ăn đi, không có gì phải sợ cả. Chúng ta sẽ cùng nhau làm sinh gươm. Ok, bắt đầu thôi.
Trời ơi, bây giờ điểm của mình mà dưới 50 là mình về nhà. Ok, mình đã chuẩn bị chưa? Giờ làm sao? Cái gì? Sao cái đầu tôi kỳ ấy? Cái mùi tôi thích là mùi bạc hà. The nè. Ở đây có gì quất, cam với dâu. Tôi chọn bạc hà. Miên ti gum. Trời, nhảy tưng tưng. Cái độ ngọt của mình nè. Lô. Chọn lô thôi. Là không ngọt luôn á anh em. Ăn xin gum không đường sẽ tốt hơn. Ủa vậy luôn hả? Nước cần bất nghị. Trời ơi, nhìn kỹ tự nhiên áo của tôi nó bay lên trời. Ok, này nó đang hỏi sở thích của mình thôi. À, cái nhãn hiệu mà xin gum nổi tiếng nhất Mentos. Ở đây không có silicone nữa. Nhà tôi ăn silicone đó anh em. Ôi ôi, sai à. Ủa sao ta, sao sai ta, tôi không biết tại sao luôn á. Hershey đây đây, nó hỏi cái nhà máy nổi tiếng á. Đây là Hershey thì tôi có biết. Cứ vừa chọn Wonka nè, hơi có khi nào Wonka không? Sai thôi, phải chọn Wonka. Cái này chọn đúng là không được rồi anh em. À, mà Whitley, à không không, cái này nó hỏi thiệt anh em. Cái hãng này tôi không ăn, tôi không biết. Cái gì không được, không cần thiết khi mà làm sinh gum. Gelatin à? Gelatin đi. Gelatin là để làm rau câu anh em. Cái thành phần không cần thiết trong sinh gum là gelatin. Mày đúng rồi đó. Trời ơi, con nhảy dưới đường á ha. Cái sinh gum có giá mắc nhất là bao nhiêu? Chắc là 600 đô với sinh gum nào mà 14.000 đô ai ăn. Đúng không? Sai. Trời ơi, nó bán online 14.000 đô có thật à. Giá gì cao như vậy nè, tôi còn nói cao. Ai mua sinh gum 14.000 đô? Trời đất ơi. Đúng rồi. Tại vì cái bà ca sĩ Britney Spears bà nhai ra cái cục xin gum đó, cái bả gum đó được bán online với giá 14.000 đô. Ok, cái này nó cung cấp kiến thức là có thật nha anh em, không phải đùa đâu. Hồi nãy nó nói là My Clothing à? Chọn đại á. Sai rồi. Amazing mới đúng. Nó nói là xin gum của nó như thế nào là amazing. Tôi chọn cái kia sai mất. Nhưng mà trên 50% chưa ta? Có 8 câu à. Tôi thấy tôi sai 4 câu rồi đó. Cái nào có giá trị nhất? Chiki gum. Gum thôi chứ sao vậy? Sô-cô-la với sinh gum. Sai luôn hả? Ô đô, phải là sô-cô-la. Chắc về nhà rồi quá. Rồi bây giờ công bố kết quả. Số phần trăm có 25 á. Ok, hồi sinh. Sống lại anh em, coi như là tôi đã vượt qua vài thử thách đó. Chết rồi, anh em Sarah đi luôn rồi này. Anh em ơi, cái này nhiều khi mấy bạn nhỏ dịch không kịp rồi chọn là sai ngay. Không biết hồi sinh cho anh em được không? Đâu rồi, Mr. Wonka đi đâu rồi? Bật đèn lên. Wow, đẹp quá. À, cái chỗ này cái nhà máy sản xuất sô-cô-la phải. Nghe thật là thú vị. Cái avatar tôi dịch thấy ghét dễ sợ. Ơ, à, về đây, về đây. Ê, có con mang sóc kìa. Con teo quá. Sóc là chuyên gia ăn hạt dẻ nè. Wow, đủ màu luôn. What the heck? Sao vậy sóc? Bọn sóc đang nói cái gì vậy? Nó nói là muốn xem chúng ta liệu có giá trị hay không. Nhưng mà chúng ta đâu phải là đậu phộng cho sô-cô-la của cậu đâu. Tôi biết là nó hơi lạ nhưng mà đừng lo. Hãy nhớ là những chiếc đậu phộng bị bỏ phí sẽ rơi vào cái hố đen này. Cho nên đừng có rớt xuống đây nha. Survive. Ủa, nó kêu mình sinh tồn anh em. Phải sinh tồn vào dưới. Vượt qua cái bài test của mang sóc. À được rồi, mình phải nhảy để né cái hố. Anh em phải nhảy theo cái chiều xoay đồng hồ á. Ngược lại á, chiều ngược lại á. Anh em này, anh em đứng yên thả không? Đó là mình sẽ tuột xuống dưới luôn. Anh em phải nhảy á. Ôi, nó bắn hạt dẻ kìa. Quỷ sóc nha, thôi đừng bắn tôi. Ôi, chơi khó thế. Ây da, đừng đứng gần á anh em. Úi dồi, như chỗ banh nè. À, nhìn à, cho anh em nhìn kỹ mấy quỷ sóc à. Đó, nhìn cu te vậy chứ ác lắm ha. À, núp vô đây, ok. Xong chưa? Anh em Kha hỏi xong chưa, kết thúc chưa? Cuối cùng cũng đã xong. Nó kêu tôi im lặng đi. Xin lỗi nha. Rồi, phải sorry liền. Để Wonka giận là Wonka quýnh á. À ok, những con sóc ở đây rất là vui. Cho nên mình vượt qua cái bài test này rồi. Trò gì nữa đây? Welcome to một cái phòng thí nghiệm màu trắng. Wow, sao giống chồng Squid Game quá anh em. À, những cái thí nghiệm mới đều nó nằm ở đây hết.
và chúng ta rất là may mắn khi được thưởng thức nó. Thế các cậu có giúp đỡ tôi để thực hiện cái bài test này hay không? Chơi luôn, vô tới đây chơi hết. Rồi bây giờ sẽ khởi động cái máy tính PC này lên trước. Rush the puzzle. Chơi xếp hình anh em. Xếp hình để coi như là hoàn thành cái mini game này, ok. À, xếp này đúng không? Ôi tụi cái nào, dễ mà, ghép vô thôi. Đây, logo Rock Rock Premium. Nhạc. Ủa lộn rồi, đây bên đây. Bông. Còn 30 giây anh em. Ôi, chơi trò này đừng có đếm, đếm là hụt đấy. Thôi bên đây. Cái này ở đây mới đúng, ngồi tròn. Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Đây, 19 giây. Yeah, ok. Tôi đã hoàn thành, vẫn còn 15 giây. Rồi, xong, hết giờ. Trò này lạ ha, cũng khá là thú vị. Ủa, sao đây à? Ủa, làm hết kêu sai, không hiểu luôn. Để tôi revive. Ê, revive anh em nào á. Revive fan. Ok. Rồi, tôi sẽ cứu một vài anh em. Cool. Bây giờ làm gì đây? Chúng ta không nên tin quốc ca chứ gì nữa. Từ đầu game là có điềm rồi mà anh em vẫn đâm đầu vào đây. Ui, bây giờ mới nhảy qua. Ui dồi ôi, ý nó nói là cái laser này đang bị hư, có vấn đề, nó cần phải sửa. Nhìn nó lấy mình là vật thí nghiệm ra anh em. Đấy, nhảy trên đây cho dễ. Ủa anh em mày thông minh vậy. Ồ, ra thế. Đấy, được á, đi thế này. Thông minh. Ủa, nhanh. Như thế này an toàn. Nhảy. Ê, nhanh quá. Anh em này dê. Nhảy lên trọng tâm nó sẽ đỡ. Hai cái rồi à, không được rồi. Ui hô, ui hô. 4 giây, 3 giây. Ui dây dây dây. Ok, ok, ok. Ui ui. À, máy hư luôn rồi. Đấy. Cái gì nhanh quá cũng không tốt anh em ạ. Máy nó nổ luôn rồi nha. Chở gì hả? Kêu chở gì nữa? Làm ơn đi quan ca cho tụi tôi đi về đi. Anh em kia xin về luôn rồi. Tụi tôi ổn mà. À, về. Bye bye quan ca nha. Không ăn được gì á, còn bị đuổi về nữa chứ. Mình chỉ là vật thí nghiệm của thằng cha này thôi ha. Đi tướng vậy kìa, nhanh lên. Ủa, trời ơi, nguyên cái đội hình. À, mồm với dad ra đón mình nè, ba mẹ ra đón nè, trời đất ơi. Ôi, ba mình còn nói sẽ hẹn nhau ra tòa. Rồi, bố mẹ đã được đón về. Ê, chúng ta đã được bố mẹ đón về, đi về. Ủa sao có ba đứa nhóc mà phụ huynh nhiều dữ vậy anh em. Wonka đã bị bắt vào ngày hôm sau và hắn ta phải ở trong tù 7 năm, trải qua đêm Giáng sinh mà không có sô-cô-la. Wonka Story, Merry Christmas and Happy New Year. Chúc mừng năm mới anh em nha. Anh em nhớ rút kinh nghiệm có ai mời đi free, miễn phí đừng có đi nha, nguy hiểm lắm. Rất cảm ơn anh em hay giỏi. Chúc anh em có ngày tốt lành. See ya.